Nếu như cái hợp đồng này mà thành công á, anh sẽ thưởng thêm cho em. Dạ em cảm ơn anh. Nếu như em đồng ý ngủ với anh một đêm thì việc thăng tiến của em á, sự nghiệp tương lai em á, thật là rực rỡ. Em thấy sao? Anh nói thật chứ? Anh nói thật. Mỗi lần nhìn thấy em á, là anh lại nhớ đến hình dáng người vợ quá cố của anh. Nếu như em đồng ý á, thì tương lai của em sẽ được thay đổi hoàn toàn. Anh, về đây với em. Bữa nay đi hát vui quá em. Vui chứ sao không vui. Nhưng mà bây giờ còn vui hơn nữa nè. Vui cái gì nè? Này, 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 này nha. Tao đang quay lại nè. Mày dám vu dỗ bạn gái tao lên giường đúng không? Mày ngon lắm rồi. Bình tĩnh đi anh. Tao đâu biết chuyện gì đâu. Không biết hả? Thì chó đâu đẻ hả mày? Rõ ràng mày đang vu dỗ bạn gái lên giường đúng không? Cô ấy nói với tôi, cô ấy chỉ có bạn trai mà. Anh dám nói vậy hả? Anh biết là tôi có bạn trai rồi. Anh nói cái gì anh chịu trách nhiệm mà. Cô nói gì vậy? Rõ ràng là nhắn tin với tôi. Cô nói cô chưa có bạn trai. Giờ cô nói vậy hả? Thôi rồi mày, không có chối nữa. Đàn ông mày dám làm mày dám nhận chứ. Bây giờ sao? Hả? Tôi tính cho mày hai hướng án nè. Một, tao cắt cổ của mày. Còn hai, là mày đưa tao 10 triệu biến được khỏi đây. Giờ sao? Được rồi, tôi sẽ chuyển khoản cho anh liền. Biết khôn đó. Rất mãi đi. Qua rồi đó. Quy tính nha. Tao nói cho biết nha. Lần này tao cảnh cáo mày thôi nha. Tôi đây chở thì sao á? Mày còn á gian dưới với phụ nữ khác á. Coi chừng tao á. Thì à, tôi cảm ơn anh. Tôi đi trước nha. Còn mày sao? Đưa cho tao 10 triệu như nó. Giỡn gai thì đi rồi. Mày thấy anh diễn ghê không? Ghê quá ghê chứ. Trời ơi, ngày xưa anh học trong trường ra đó. Ghê vậy. Công nhận thằng đó, nhìn dạng mình nhiều tiền ghê ha. Ừ, anh nói em á, mấy cái thằng đại gia này á, chẳng qua nó chỉ là áo sắc thôi. Tiền nó nhiều lắm. Có được 10 triệu rồi, anh dẫn em đi chơi tăng 3, tăng 4 luôn. Anh nhưng mà mình cứ như vậy gạt ra ngoài á, em sợ có ngày bị... Sợ cái gì? Ủa không có lửa sao có khói? Nó hiểu tại tụi nó già, vợ con ở nhà đùm đề rồi, còn háo sắc mê gái đẹp làm gì? Bằng lê chúng đi không bồ anh nữa chứ. Anh quá sao chịu nói. Tại nãy là em mới làm giả thôi. Tôi anh làm tiền. Quỷ. Trời ơi, cái gì cho anh giờ này? Quên quá vậy. Tao là người bị mày thằng bạn trai mày á lừa gạt tiền bạc đó. Tôi xin lỗi anh. Bây giờ anh thả tôi ra đi. Tôi trả tiền lại cho anh nha. Anh còn thêm tiền tôi đưa anh. Anh thả tôi ra đi mà tôi xin anh á. Tôi không có nói nhiều. Bây giờ mày gọi thằng bạn trai lên cho tao. Thank you.
Thả tao ra. Không đi cho mày đâu. Mày chối tay chối chân như vậy mà cũng còn mạnh miệng dữ ha. Để tao coi tụi bay làm được cái gì tao. Mày làm ơn thả tao ra đi. Thả tao gái tao ra. Chẳng phải mày thích dùng bạn gái mày á để đi lừa gạt người khác hả? Bây giờ mày như vậy á, có gì đâu mà mày phải tức. Anh đã ra đi. Muộn rồi. Nếu như biết có kết cục ngày hôm nay á thì đừng có đi lừa gạt người ta. Anh làm ơn thả tôi ra gái ra đi. Còn bây giờ á, tôi đi ra đi mà. Em ngon lắm. Anh sẽ mãi nhớ tới em. Thằng chó, tao không tha cho mày đâu. Nếu như hai đứa tụi mày có ngon á thì đi báo công an đi. Cái tội lừa đảo của tụi mày á nặng hơn cái tội này của tao nhiều đó. Đi thưa đi.